Tôi bán quả bánh bao bánh tràm bánh tiêu cam làm trực tiếp rồi chiên trực tiếp bán. Cái quầy của chị Nhung á là bánh mì, bánh bò, bánh da lợn, chè, mọi người cứ ăn thoải mái nha. Nên quầy của chị Nhung là bánh mì, bò, da lợn. Còn cái quầy bên đây á là nước uống, khoai lang nước uống. Tất cả các anh chị đứng theo một cái ô khoảng cách, chỉ khoảng cách là 2 mét. Bên đây có đủ các mặt hàng trái cây, rau củ quả. Người dân đến đây là con đây giải pháp được cái thứ là mua được 5 mặt hàng miễn phí trong phiên chợ không đồng này. Tôi xin nhắc lại là đề nghị là con ở khu vực các ban tổ chức là trật tự trang nghiêm nào chúng ta đến quán rồi đó hoạt động vào thứ bảy hàng tuần. Bên đây là một gian hàng gạo. Nhân hàng gạo này là 5 ký gạo cho một người. Này là các cái cụ già này, các bạn đang giúp mấy cụ già đang mua những thực phẩm. Đủ phiếu 5 phiếu, 5 mặt hàng. Đây là một người dân đi chợ nè, cái hộ gia đình đi chợ là 5 mặt hàng nè, miễn phí. Đây là gian hàng mì gói, người là 10 ký. Gian hàng này là rất là gia dụng nha, một giặt nè. Trứng vịt 6 hộp, bột ngọt, sữa đặc 1 hộp. Còn bên đây là nước mắm, cá mồi, dầu ăn, đường, muối. Quầy bên đây là khoai lang, một người là một hộ dân, là một người là một bọc khoai lang. Nè, đây là cái 5 mặt hàng này, này là mặt hàng thứ tư, mới 4 mặt hàng nè, còn ghé lên mì gói với gạo nó là đủ 5 mặt hàng. Còn quầy bên đây là trái cây, chuối. Tất cả cái hộ dân đây đều tổ chức. Hôm nay là rất là đông người đến thành phố Rạch Giá để nhận những cái phiếu về giữ khoảng cách 2 mét đến phiên chợ không đồng mua những cái lương thực, thực phẩm trong mùa dịch. Cái này kinh phí là do Mạnh Thường Quân với Mặt trận Tổ quốc giúp thành phố Rạch Giá tổ chức nhằm chia sẻ khó khăn với bà con. Thằng thì đi bán bánh tươi, bánh bao. Ăn cũng bánh bánh tươi, bánh bao. Đây, 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 đây. Của cô là bánh tiêu, bánh bao. Các bạn có thiếu đó, ở cái ngoài bạn thấy quan sát bên trong, nếu mà thấy người nào mà hết hàng quá thì mình không tấp. Còn hàng thì mình tấp, không hết hàng mình không tấp, thiếu 50 nghìn nha. Hai cái bạn hồi có thiếu 50 nghìn đó là chúng ta lưu ý là chúng ta còn thiếu thì tấp, không còn thiếu thì không tấp. Nếu bà con nào nhận phiếu mà hết hàng thì chúng ta có thể giữ cái phiếu đó lại ở tuần sau chúng ta nhận. Rồi bây giờ bắt đầu mời các bạn, mời cái đội bảo vệ giữ cái sự đội đó giữ tổng ta chơi vô, xin mời cho vô à. Lưu ý là ta chơi vô ta cũng phải đều biết là cái lượng người vô nhiều phải.
Rồi mời các chú cho vô.